không, người tu sĩ là không được nhận tiền. Thế là ông chồng năm nay bao tuổi hả? Ông chồng năm 65 tuổi. 65 mà ô với gà. Thế cô bao nhiêu? Con 61, 62. Ồ thế à? Con của lão ông chồng tuổi tí. Ông tuổi... Con tuổi tí về kém tôi 1 tuổi đấy. Tôi tuổi Hợi mà, 59 mà, con 60 đúng không? Dạ. Nhưng được mấy đứa lớn hết thì à? Dạ, vâng, con thằng lớn sinh năm Bát Xỉu, năm 85 á. Ờ, 85. Dạ, thằng bé thì kém 2 năm. Học cái gì đấy? Cháu là giáo viên dạy trường Anh Ngữ. Dạ. Trường Anh Ngữ ở bên ngoài này á? Dạ, cháu dạy Vũng Tàu cơ, cháu dạy thành phố Vũng Tàu. Ờ, vậy dạ. Tốt, nó trường Anh này nó phổ thông. Dạ. Người ta đang thì cần. Ừ. Thế còn cô, cậu thứ hai? Cậu thứ hai thì làm bảo vệ ạ. Bảo vệ thôi. Dạ. Buôn bán nguy hiểm. Dạ. Buôn bán là mua 10 tháng 9, mua 5 tháng 10. Con chưa thật này là nó bị thiểu năng. Thằng bé? Dạ, nó bị thiểu năng nên nó phải đi làm bảo vệ. Thiểu năng bảo vệ nó vẫn còn tỉnh táo vậy? Dạ vâng, nó cũng vẫn hoạt được nhưng mà nó không nhanh nhẹn, nó không... Thôi này nó nuôi nó được rồi. Dạ, nó ở vậy thôi. Nó có gia đình không? Dạ không. Không, tốt đừng có... Dạ. Mong chào nó nha. Tại vì nó không kiểm soát được cái bản thân nó nha. Không cho lấy vợ. Vợ chết. Dạ. Ví dụ như mai mốt thì là con mà có điều kiện con đi tu, con cho nó vào con đi tu. Đúng rồi. Các cô bây giờ con nguyện vọng như vậy mà không biết con có đạt được không? Con có nguyện vọng tu không? Dạ con có. Nhưng mà bây giờ vướng mắc là ông chồng con ông ấy gia trưởng ông ấy không có cho con. Ông có biết pháp gì không? Ông ấy nghĩ là bình thường nói thì đừng có tu tiếp gì hết á. À. Dạ. Ông cũng không cản nhưng mà ông ấy nói là không có tu cái tiếp gì hết, bình thường thôi đừng có tu. Tu là tu đạo đức chứ đâu phải tu về cho Phật mà đi mê đâu à. Ông sợ là con là kiểu như là đi sâu vào Phật pháp rồi mê tín á. Dạ, vậy thôi. Con là sống đạo đức thì làm sao mà ai sợ gì đâu. Cái thứ hai là sống không làm khổ mình, khổ người. Lương tâm con thì con cứ nghĩ là khi nào ông chồng con mà không còn nữa thì con mới thằng bé đi sẽ đi vào xin xuất gia. Dạ, bởi vì con muốn cho nó vào xuất gia để con kèm nó. Khi còn bản thân con thì con tự học cũng được nhưng mà nó thì nó phải cần có người kèm. Phải không kiểm soát được bản thân nó đó, thì vào thầy thì này thầy nhiều. Bây giờ không có nương gì thì bây giờ làm có làm thêm gì không? Dạ không, con chẳng làm gì hết, chồng con tự nuôi cho con, nuôi con. Dạ. Chồng đi làm có việc gì làm đấy. Dạ vâng. Vất vả đấy. Dạ vâng. Biết đâu. Bây giờ ông phải cào bới thôi. Dạ nè bới. Con còn sức khỏe làm. Vậy là tốt. Cào bới. Nhưng bây giờ mà ra có điều kiện đi mà đi mà tập tu là tốt nhất. Dạ. Sống đạo đức. À, ví dụ như là thằng bé thì nương được mấy triệu? Nó được 6 triệu nhưng mà thầy ơi, nó làm không phải ngày nào cũng làm được đâu. Nó sức khỏe nó yếu lắm. À. Và nó kiểu nó không bình thường á. Nó khỏe nó làm mà nó nghỉ à. Nó kiểu nó trí tuệ thì khó. Dạ. Đấy là cái doanh nghiệp đấy nó cũng thương đấy. Vâng, người ta thương á. Tại vì con làm đấy người ta thương á. Vâng. Chứ nó làm nó cũng sai lắm. Có nhiều hoàn cảnh lắm. Vâng, nó sai phạm lắm. Cô mà... ông Bí ở phường Quang Trung vậy nè, tôi ở đấy nhiều mà. Dạ. Cái thăm bằng danh là giết năm mẫu lấy suốt mà. Dạ. Ừ. Xuống quan ở trung tâm đấy đó. Ở cảng đấy, xuống cảng lấy suốt mà. Cái thủ phủ ở ngoài đấy bao nhiêu năm rồi. Chưa thì bà thầy gần đây quá mà con chưa bao giờ con đi tour chùa thôi để. À, thôi thầy có duyên này. Dạ, mô Phật. Dạ, dạ. Vâng. Thì... nhớ rằng là. Dạ, con lúc nào con rảnh con nên gặp thầy sau. Tìm những người ta tu chân chính ấy. Dạ. Là người chân chính phải ăn ngày bữa. Dạ. Và không có chi tiền bạc. Chứ còn những cái người mà ấy thì là chết. Dạ. Còn mình vẫn cứ coi của để dành, nhưng mà của để dành đến chùa là đi vào cho những người cư sĩ, người giữ tiền thôi. Dạ. Chứ còn nếu như mà ông Tăng ông giữ thì thôi rồi, chả còn gì nữa. Dạ. Thế nó thật như vậy. Dạ. Là mình giết họ này. Dạ. Là vì người xuất gia tu hành không được còn tiền nữa. Dạ, dạ. Nhưng mà bây giờ xã hội này nó như vậy, mà càng người giàu càng hỏng. Là vì Đức Phật không phải mà các cụ dạy giàu không quá 3 năm, khó không quá 3 đời. Dạ. Giàu không quá 3 họ, khó không quá 3 đời. Dạ. Kiếp này họ cứ tưởng họ có ô tô đẹp nào đi không có đâu. Dạ. Tôi ô tô đẹp nhiều nhưng tôi cũng bỏ đi. Dạ. Tàu thủy hàng nghìn tấn có biết chở than đi đây. Dạ, dạ. Nương quân hội nghỉ hưu cũng nghỉ mà. Dạ. Nhà Quế Sông Hồng cũng 3 tầng biệt thự cũng cho đi. Dạ, dạ. Rồi 6 tầng gần một tầng cho đi nhưng mà nảy may quá là không tham nhũng được đi xin này thì mới cho ăn này. Dạ. Chứ còn ăn trước thì giả sau của Nương. Dạ. Hồng người ta cho ăn đâu. Dạ. Khó khăn mấy nhưng mà làm lính đâu có tham nhũng đâu, chỉ. Dạ. Đi đạp xin đồ dưới nước thôi cô. Dạ. Thế bây giờ cuộc đời thế nó mình vào nhà mình ăn lương hưu ấy,
về bạn bè đủ các loại nó mời chết. Đây đây này. Và mình ăn chay, chúng nó ăn mặn, mình ăn một bữa, chúng ăn nhiều bữa khó. Về gia đình thì từ bỏ này, xin cho này để cho tôi đi thôi. Ăn dưỡng, coi mình đi tu thì ăn dưỡng. Dạ, sống đạo đức dạ. Mà ngày đi xin ăn bữa thì cô bảo nhất là gì nữa. Dạ. Vậy nên là nó thật nói là nếu con người hết khổ đỡ khổ thì mình phải học cái đạo đức. Dạ. Đạo đức là đạo đức nhân bản đấy chứ không phải đạo đức hay đâu. Vậy là mong cô làm sao về nhà khéo này mà làm cho ông chồng ăn mặn kẹo và mình ăn chay. Dạ. Ăn rau củ quả cho hai người. Hai mẹ con. Ông chịu à? Ông cho ông phản đối, ông phản đối là con lúc con nghĩ con định con bỏ ông nhưng mà con nghĩ thằng con không bỏ được. Bây giờ nó không làm được mà bây giờ bỏ khó. Con muốn là đi theo đâu thì dừng tắt nó đi. Bây giờ con của ông con không có quyền con định đoạt được. Thế con chấp nhận thôi, con cứ đeo đẽo theo ông thôi. Để sau này khi nào mà ông không còn khả năng ông. Đây, nếu không có thì vào trung tâm từ thiện chỗ này này, cô vào đấy đi phát quà từ thiện. Nó đi cũng đi phát quà từ thiện rồi ở đấy xuống cuộc đời cũng được mà để cho tự do chứ bây giờ mà cứ bị buộc ở với nhau mà bây giờ con tâm hồi khổ ai nói thật với thầy là con cứ phải phụ thuộc ông con đấy, tìm kẹp ông mà ra tìm kẹp để mà con sống cho nó qua thời gian đoạn tháng bởi vì ông chồng con thì ông cũng to lắm. Đó là ông ăn không phi thời lung tung cả dạ, thì chúng sinh thì nó ông ấy ăn toàn muốn người vật lạ thôi đấy vậy tung thì nó thế nên là ông được cái con ông được cái con nên là không hòa đồng được con dáng thôi con dáng để con tìm gặp mà thời gian khi nào mà ông không có kiểm soát thì con có quyền con tự con điều hành con sớm muộn rồi không gieo nó học bảo dạ dạ con nghĩ vậy á con nghĩ không sớm hay muộn sớm muộn thôi bởi vì con kiên trì để con chờ đợi thôi nhưng cô khéo là đừng ăn thịt chúng sinh nhé không thành người mà không nổi được chỉ kiến được dạ. Từ trường này không đón dạ. Lúc Phật đến là phải đến từ trường này dạ. Nếu muốn làm tu sĩ thì mình phải có cư sĩ tốt đã cư sĩ phải nấu đạo đức không xuất sinh ăn thịt chúng sinh bây giờ mình mua thịt chúng người ta ăn nó chết thì chưa nói mình ăn nữa thế thì cố gắng đừng ăn đi trong lâu con rất là muốn như vậy đó nhưng mà cái hòa khí trong gia đình em đâm nó bị tách biệt người ta sợ mất đồng minh dạ phải gọi cho nên là con phải để làm cho nó hòa khí cho nó ôn hòa chút có người muốn tu con chứ con phải ráng chờ đó thầy ơi con ráng chờ đó có vậy thì công việc vậy thì cảm ơn nay bỏ tiền là cũng dường cũng như mọi người thôi vì cô chưa biết dạ. Chứ còn trong giới luật đây là Đức Phật dạy là người chỉ bác bát chỉ đang ngày bữa không lại tiền còn người ta ăn hai ba bữa thì kệ người ta nhưng mà họ không tu tới đâu còn lợi nhá thôi cầm tiền về đi về nhiều khó khăn này nhá và có gì là làm cái tiền thôi cô Phật nhá có lại ở đây đấy chú xem nhiều hoàn cảnh khó khăn lắm đi theo thầy thì lên cuộc đời không phải đời đâu cứ tưởng là tu hồng sáng muốn tu thì đấy mà chú mà lại đi mà xây dựng gia đình nữa thì thôi rồi thấy chưa người ta nói là kìm kẹp đến mức độ vậy kìm kẹp đến mức độ vậy thì coi như là giới rồi tu đến lúc đợi ông chồng chết đi tu được thì bao giờ thì nhân quả gia đình có con cái nó phải thằng được thằng lớn nó đi dạy tiếng Anh ở dưới kia thì đỡ hơn chút chăm mẹ nên chưa hỏi về tiền vợ chồng nó thế nào nó có chồng có vợ chưa thằng bé thì kiểu đang trí tuệ nhưng mà làm tháng 5 triệu nhưng mà ngày nào ngày nghỉ thì khó đâu nếu chối đủ miệng nó ăn không mẹ cứ phải kèm ông bố thì sợ mất đồng minh bắt đàn ăn thịt chúng sinh mà sau tư sau năm bằng tuổi thầy đấy kém thầy mới một tuổi đấy con để chú em lên đi với thầy thực tế hoàn cảnh chú nhìn thấy đúng không thấy nhá thấy vợ sợ chưa đấy đó.